Xin chào các bạn, mình tên là Chí. Hôm nay mình sẽ nói về cái Grab và mình sẽ nhìn nó dưới góc độ phong thủ của bác. Thì muốn nói về Grab thì nó là vú và nó là thuộc ngoại bì, nhưng mà nó là cơ quan sinh của nữ. Vì thế mà mình nhìn về dưới góc độ bệnh lý thì mình nó không phải là thuộc về, nó là thuộc về nhũ khoa chứ không phải là thuộc về bệnh ung bướu hay là khoa lồng ngực như bình thường. Thì chúng ta vẫn thấy. Và chúng ta cần phải nhớ khi nói về vú thì chúng ta phải nhớ là mỗi vú thì có 20 thùy và mỗi thùy thì chúng ta lại có 20 chữ thùy. Và song thủ của bác thì chúng ta phải có củ dương hình công và củ âm chân kinh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về củ dương hình công. Mình chỉ nắm về anatomy, physiology and histopathology, còn những cái khác như là ký sinh trùng, sinh hóa hay là miễn dịch thì mình không nói đến. Tại vì miễn dịch mình sẽ nói ở bên củ âm. Về anato, mình sẽ nhìn, mình đừng có nhầm nó với mô đệm ở tuyến, ở thùy tuyến và cơ ngực lớn. Cơ ngực lớn thì nó là giống như là các vận động viên thể hình thì đó, mình nhớ như vậy. Còn về physiology thì mình chỉ học về ba chất là estrogen, progesterone and prolactin. Và histopathology thì mình chỉ nhớ đến tế bào ống tuyến, hay tiếng Anh của nó là breast endometrial carcinoma. Về củ âm chân kinh thì mình sẽ có 5 cái xét nghiệm. Nhất là mặt về máu thì mình sẽ xét nghiệm là BRCA 1 và BRCA 2. Về nước tiểu thì mình xét nghiệm là estradiol, cholesterol và cái testosterone ở nam. Đặc biệt là khi đối với các vận động viên, người ta cũng kiểm tra xem là có chích cái hormone ngoại sinh testosterone xong đó, thì sau khi ta đá xong, cầu thủ đá xong mình xét nghiệm mình sẽ thấy được testosterone trong nước tiểu. Và RNA thì mình giống như là mình sẽ lấy cái kim mình chích vào trong vú và mình kiểm tra xem là nó có tế bào ung thư không, rồi mình sẽ làm hóa môn miễn dịch. Và X quang thì bây giờ cái này ngày xưa thì người ta hay sử dụng để xét nghiệm, để kiểm tra xem là có ung thư vú không, nhưng mà với cái vai trò của siêu âm hiện nay rất là phổ biến, cho nên là khi vai trò của X quang trong chụp nhũ quản nó đã giảm bớt cái vai trò của nó rồi. Còn siêu âm thì mình đã nói là nó phát triển rất là tốt. Còn MRI thì tại sao mà mình không dùng cái MSCT, là bởi vì là cái mô vú là nó chiếm rất là nhiều cái mô mỡ. Ở trong vú thì có nhiều mô mỡ, mà half fill của mô mỡ thì từ khoảng âm 60 cho đến âm 30, cho nên là mình sẽ ưu tiên chọn MRI là cận lâm sàng chủ yếu. Và đây là hình ảnh của cái intradiscal carcinoma.